Vì sao trời lạnh dễ bị đột quỵ? Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét buốt và nền nhiệt giảm sâu, vùng núi cao chỉ 1 đến 2 độ C. Thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ hạ thấp khiến số lượng bệnh nhân đột quỵ não gia tăng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong các tháng thời tiết mùa đông vừa qua, số lượng bệnh nhân nhập viện và trung tâm đột quỵ tăng lên đáng kể. Nguy cơ bị đột quỵ tăng 80%, đặc biệt khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C và nhiệt độ giảm đột ngột. Các chuyên gia cho rằng, nhiệt độ lạnh có thể làm mạch máu co lại, gây tăng huyết áp và nó cũng có thể làm máu cô đặc lại, có thể dẫn đến hình thành cục máu đông. Trong mùa đông lạnh, nhiều người ít vận động tập thể thao và đây có thể là một yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, trời lạnh mang lại nhiều căng thẳng và stress cho cơ thể, kết hợp những thói quen không lành mạnh như ăn và uống quá nhiều, từ đó làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo, với thời tiết lạnh ở miền Bắc, thời gian này người dân cần thường xuyên theo dõi huyết áp khi thời tiết thay đổi. Và ngay khi cơ thể có những thay đổi nhẹ hoặc huyết áp tăng cao bất thường, ngay lập tức liên hệ với bác sĩ. Khám bác sĩ định kỳ để kiểm soát các bệnh lý nền thật tốt như tăng huyết áp, đái tháo đường hay bệnh lý tim mạch. Người dân cần tránh tiếp xúc đột ngột với thời tiết lạnh, đặc biệt khi trời lạnh dưới 15 độ C, mặc quần áo ấm phù hợp khi đi ra ngoài, đội mũ len và đeo găng tay, đi giày. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, không ăn mặn, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và đồ uống có cồn, giữ tinh thần thoải mái và tránh căng thẳng.